Ngày 4 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood lập và tài trợ toàn bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Về mục tiêu đầu tư, công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, mang giá trị gắn kết giữa hai không gian văn hóa lịch sử quận 1 và thành phố Thủ Đức. Cầu có điểm đầu trong khu vực công viên Bến Bạch Đằng, quận 1; điểm cuối nằm trong khu vực công viên Bờ sông, giáp với đường Nguyễn Thiện Thành, tuyến R3, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Về quy mô, chiều dài cầu khoảng 261m, nhịp chính vòm treo dây văng dài khoảng 187m, dầm thép. Mặt các ngang cầu chính có chiều rộng thay đổi từ 7 đến 11m, khổ thông thuyền 8 x 10m cầu dẫn và ram dốc phía quận 1 dài khoảng 285m, rộng 6m, nhịp cầu dẫn ram dốc bằng dầm bê tông cốt thép. Còn phía thành phố Thủ Đức, cầu dẫn và ram dốc có hai nhánh, nhánh 1 dài khoảng 290m, chiều rộng 6m, dầm thép, nhánh 2 dài khoảng 165m, rộng 6m, dầm thép kết hợp dầm bê tông cốt thép. Hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống điện chiếu sáng giao thông, thoát nước trên cầu. Bên cạnh đó là các kết cấu, thiết bị thang máy và các chức năng tiện ích khác. Đối với phần hạng mục mái che và chiếu sáng mỹ thuật cho công trình sẽ xem xét triển khai ở giai đoạn sau khi công trình được xác lập sở hữu toàn dân. Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư dự án 996,970 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2027.